Thưa quý vị, trên 70% tổng đàn chó mèo nuôi được tiêm vaccine phòng dạy tại các xã phường thị trấn. Đây là mục tiêu mà ngành nông nghiệp tỉnh Long An đặt ra trong kế hoạch phòng chống bệnh dạy năm 2022. Cụ thể, mục tiêu của kế hoạch là quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó mèo, trên 90% số xã phường thị trấn lập được danh sách các hộ nuôi chó mèo, 100% các ổ dịch dạy trên động vật khi phát hiện được điều tra và xử lý kịp thời thực hiện xây dựng mô hình xã phường thị trấn thí điểm trong công tác quản lý và tiêm phòng chó mèo. Ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các tổ chức cá nhân nuôi chó mèo phải xích nhốt hoặc là giữ trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Khi đưa chó mèo ra nơi công cộng, phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách là đeo rọ mõm hoặc là xích giữ chó và có người kiểm soát. Đồng thời, nuôi chó mèo tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo theo quy định phải theo dõi vật nuôi khi phát hiện có hiện tượng bất thường ở con vật, phải nhốt để theo dõi và báo cho nhân viên thú y cấp xã.